Vâng, thưa quý vị, vì muốn nhanh có hiệu quả mà không ít người đã bất chấp rủi ro để tìm đến các phương pháp chữa bệnh không đảm bảo hoặc cố tình uống thuốc quá liều so với khuyến cáo. Tuy nhiên, với Abilify MySight là loại thuốc kỹ thuật số đầu tiên trong lịch sử vừa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép, vấn nạn trên có thể sẽ được giải quyết phần nào. Điểm đặc biệt của loại thuốc này là được gắn chip theo dõi, nhờ đó bác sĩ có thể biết chính xác liều lượng sử dụng thuốc của bệnh nhân. Loại thuốc số đầu tiên ra đời nhờ sự hợp tác giữa tập đoàn dược phẩm Nhật Bản Otsuka và công ty y tế số Protus của Mỹ. Đây là loại thuốc chuyên điều trị các chứng bệnh về tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực và suy nhược. Điểm đặc biệt của loại thuốc này là có gắn một thiết bị cảm biến giúp các bác sĩ có thể xác định bệnh nhân có uống thuốc theo đúng chỉ định hay không. Hiện nhiều bệnh nhân mắc các chứng bệnh nói trên thường giấu thuốc hoặc không uống, khiến việc điều trị bị hạn chế và gây lãng phí. Có kích cỡ tương đương một hạt muối, thiết bị cảm biến không có pin hay anten và sẽ được kích hoạt khi thấm dịch vị dạ dày của bệnh nhân. Những thông tin sau đó sẽ được truyền qua một ứng dụng của điện thoại di động. Nhờ đó các bác sĩ có thể xác định hoạt động uống thuốc của bệnh nhân. Về lâu dài, những viên thuốc kỹ thuật số tương tự có thể được sử dụng để giúp bệnh nhân gặp rắc rối về vấn đề uống thuốc trong điều trị các bệnh như tiểu đường hoặc tim mạch. Tuy nhiên, thuốc Abilify không được phép sử dụng cho các bệnh nhân bị chứng rối loạn tâm thần mất trí nhớ.